like a Hellcat. Vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì mình là Bill Sugi đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi giết huyết nguyệt ở cái vòng giết ở cái chế độ huyết nguyệt này là về mình hôm nay mình sẽ lên thử giết full chí mạng, full crit anh em à, 100% chí mạng luôn cho anh em xem. Vì để có nhiều người yêu cầu mình làm như vậy ở trong cái chế độ này. Và nếu anh em thích video này thì hãy đừng quên like share cái video này nha. Và subscribe kênh mình để kênh mình lên 50k sub sớm nhất nha anh em. Mình đang nói chung với em mình đó là Bindo Kemi. Nó đang cầm cái Tarina và nó quyết định lên đem combo nó rồi luôn anh em ơi. Mình sẽ đi qua rừng nó cướp. Đi thôi anh em, đi chung đi. Đầu mé. Đi cứ quần quỳ thế này. Đập đi. Mày ngéo hả? Mày ta thấy mẹ rồi. Mấy ốc cướp thiệt. Nó cứ đi núp đi. Phải cái đấy. Đó, thầy vô. Trời có con mèo, 4 thằng hiếp. Ok, hai con mèo mình đã ăn hết được rồi, tuyệt vời. À, ăn thôi, giờ qua kia ăn một con mèo nó là biến. Tìm ở đâu bên đó? Cho tớ đi về đây. Cho tớ này sự 3 điểm rồi, biến thương nghiệp qua dưới này. Qua dưới nó bên đây, đi đâu rồi? Để mình đang đi ăn mèo đó, phải đó. Đó này. Mày này chiến công đòn ơi, phớt block. Ui à. Cứu. Đấy, hai mạng. Ồ, ba mạng tuyệt vời, tem quá tuyệt vời. Tem ăn ba mạng ngay phút thứ hai. Mày đâu. Mày tóc biến rồi, hơi xui thế. Dưới nào. Chạy, mày chạy đâu? Chưa đúc còn 10 giây nữa không? Ôi trời ơi, mày chạy đi đâu? Bố mày chạy đi đâu? Mày chết chưa? Bố mới được mày, chẳng lẽ mày không chết? Chết mẹ rồi, chết. Giết, hay. Revenge, mày nghéo gặp hội đồng như con. Hội đồng như con. Mẹ ruột nó chạy sờ lờ luôn. Rồi. Nó chạy xe quá. Giết. Mày yếu vậy. Đem à. Mày yếu quá mày ơi. Ờ, dưới này. Con đi đang mạnh hơn. Đó. Rồi sợ mình sợ mà combo thẳng mặt lại nó combo lại mình chết luôn anh em ơi. Nó mà ôi. Shit. Chết bè rồi, để mình không combo thằng Banter on thẳng mặt rồi. Tại vì nó còn có dép và nó có thể combo là mình chết ngay tức khắc luôn. Mình thề luôn, mình bị nhiều lần như vậy rồi. Nên mình sẽ rút kinh nghiệm, mình không có thắng mặt nữa. Để combo lén thôi. Ngồi chết mày rồi. Chết mày rồi. Tao lo nè. Thấy biết giết chưa? Bắt đầu phở. Ê. Mày này một mạng. Hay quá. Mày rồi mày. Comment. Còn siêu mẫu rồi, chuối kìa. Chứ thằng này cũng được. Mày đi đâu? Rồi không được, chích che rồi. Chè rồi, không được rồi, không tới rồi. Ê. What the fuck? Bục cái chết luôn rồi. Ảo ơi. Rồi món tiếp theo mình sẽ lên cái giao điện nha anh em. Chắc giờ lên giao điện là khoảng 50% tỷ lệ chí mạng. Cũng là một nửa quãng đường rồi. Anh khai là thấm rồi. Nó yêu. Chuyện nói đi, ông nợ. Trộm chưa có rộm combo như thiệt. Tôi lên này đợi tí mới. Mẹ nó dịch chuyển rồi kìa. Chạy nè. Chạy đâu. Chạy. Cứu. Listen. Hay quá Listen ơi.
Mẹ em muốn là review nó mất máu luôn mày ơi. Anh biết cái gì kìa. Mẹ ơi, chạy. Chạy. Mình không liên quan em ơi. Chạy thôi. Giờ là nghe ôi chuối, có liên quan rồi. Mẹ à, chuối chưa chín rồi. Về ơi. Điểm mình thua điểm nó rồi. Rồi ok, 50% còn rít rồi. Mà đem khá là yếu. Lần dưới nè. Vô. Rồi ok tuyệt vời. Sao dễ luôn, 5 đứa ăn cho nhanh nè. Rồi nó đi chung tay có phải chắc hơn không? Đi lẻ làm gì? Đó, ăn. Ok, xuống đây ăn siêu dễ luôn. Mình vẫn thua điểm nó kìa, chấm hỏi luôn mày ơi. Rồi bè đây. Giết nó được con mạng làm gì? Ăn nè. Rồi bè đó. Nếu mà nó chặn mê là nó phải ra vô trong nhà nó ăn luôn. Thì mẹ nó chạy cho nó trong nhà ra mà. Còn nó đâu rồi? Thôi ăn nè. Mẹ giết nó luôn. Ờ nó chạy trước, bay lên Minh. Ờ có được phát một câu rồi. Cướp này cướp mà. À có này heo. Có này heo. Em nhảy vô cái đúc của em. What the fuck? Mà quay luôn không? Rồi bãi. Quay được mà. Ê, gì? Nó ngu người quá rồi, trời ơi, tem chết hết luôn. Má. Đâu. Cạn lời. Không được không? Thua cờ mờ nờ rờ. Đó, nãy em nhảy vô cái đất của em. Tem đang 180 mấy điểm rồi. Hay quá, tem hay quá, ok, leo lên em ơi. Được hả? Chúc mừng của ta tay em vui. Trời ơi, đứa này cũng có cái phi tư trên đầu đúng bự luôn mày. Tóc biến đâu. Trời ơi, cho tao ăn đi, tao lấy cái điểm rồi mà, tao mày ác gì? Để cho tao ăn thôi, lấy cái điểm của nội tại rồi mà, có đem luôn mà, ác gì? Đồ mé, nãy giờ không ăn được cái mạng nào luôn. Mày vô đây, trời. Hi hi, chết mẹ rồi. Ê, cái gì? Bay đúc quên cái chỗ đó luôn. Éo diệu rồi. Mình đã lên được 70% credit rồi em ơi. Còn 30% nữa là full thôi. Mua cái giày chứ hả? Họ không có giày là ăn cứt hết. Thua điểm đó kìa, thua quá trời luôn. Thua sao mà lo luôn. Nó bị thiếu nghiệp kìa. Nó bị thiếu nghiệp các bạn ơi, có một đứa nó. Ốc cứt. Giết nó. Đó. Mày là yếu quá mà. Nãy giờ tay mình nó toàn đi lên tâm mà. Còn mình đi xuống bót không à. Vả đi. Giết. Hay. Vời quá. Đoạn này con tì này. Nãy giờ cái con tì của tao mới tích được cái 9 điểm mà xét thương vật lý à. Chiếu vãi. Cho tao. Cho tao đậu mấy tao lấy điểm nào mặt nè. Thôi được rồi đâu, ủa sao tao hỗ trợ vẫn mày vẫn được điểm nữa mày. Sao rồi? Bố ở đây là chết mẹ ơi, mẹ ơi, đi chung. Chung ơi, mẹ. Rồi. Rồi nó. Gì đó. À. Mày chạy đâu? Tao mày full rồi.
còn con nữa. Em thấy nãy giờ em combo không mà em không có đánh thường luôn. Nè dưới này, dưới này. Không biết lên đây tầm do. Ừ. Qua đây nè. Mày còn nhiều quá mày. Ê! Ok. Cô. Thôi chết mẹ rồi. Ok. 100% credit rồi. Yeah. Tuyệt vời quá. Hay quá. Khi dứt ván này đánh khá là hay mà bị đá trúng rồi, bay ly sinh bay vô. Từ đó thẳng mặt. Ok. Vẫn giết được một bạn khá là hay. Đó cần 2 rồi, đó cần 2 bây giờ. Lên này, tôi lên, tôi lên này. Mày chạy. Mày chạy, nổ. Chết không con. Sư dễ này, sư dễ này, sư dễ. Hỡi đánh cua, hỡi gì móng. Nó ăn sư dễ luôn kìa. Chết mẹ là thua rồi. Cái thua ở bên nào. Mình xem đang yếu đi. Sao? What the fuck? Trăm credit rồi, giờ mình sẽ lên thôi có cái gì để lên mạnh không ta? Ok, giờ mình lên cái giải kiếm. Ok. Giải kiếm để mình tích điểm, mình giết người cho nó đẻ. Mình là để có sức thương vật lý rồi, sao mới giải kiếm mà khi nó không thấy mình đó mình giết nó là thôi, bé cháy bé chết. Em ơi, vô em ơi, vô em ơi. Ôi giời ơi, về rồi. Cố gắng lên. Chơi không mày? Chơi không mày? Nó rồi, nó rồi. Ôi giời, tao lên nè em ơi. Thằng Barcelona nó lên đồ cũng lầy vãi mày ơi. Lầy vãi luôn. Thôi về. Lên giải kiếm hả? Tìm nó ăn. Giờ mình đi chung với thua con, gần thua rồi. Mình nó còn 11 điểm nữa là ăn kìa. Đậu mé thua giờ, với Lý Sinh kìa. Lý Sinh. Mày gặp chúng động rồi, con. Gặp chúng động rồi con. Trời ơi, bây coi em quay nó không mất máu luôn bây. Ôi. Mình thôi nó đập tay sụp là luôn. Và nếu anh em thích video này thì hãy đừng quên like và share cái video này nha anh em.